Trong trận đấu loại trực tiếp thứ 6 ở hai kỳ World Cup liên tiếp, Croatia đã không còn đứng vững sau 90 phút. Chỉ sau hiệp 1, đương kim Á quân đã sụp đổ bởi tốc độ của tiểu tướng Julian Alvarez, đối tác trên hàng công của Messi và là học trò của Guardiola. Tuy không được xếp vào hàng ngũ ốc lớn, nhưng đội tuyển Croatia đã lọt vào chung kết World Cup 2018. Bán kết World Cup 2022, thành tích bất cứ cường quốc bóng đá nào cũng phải ao ước. Thành tích ấy không thể nào nhờ may mắn mà có. Đánh giá khách quan, đội bóng áo sập Caro là đối thủ khó chơi nhất trong những đối thủ khó chơi. Tận dụng ưu thế chất lượng hàng tiền vệ cũng như hạn chế nhược điểm chất lượng hàng tiền đạo yếu kém, Croatia sử dụng chiến thuật cầu toàn, nhẫn nại, dền dứ để không cho đối phương cơ hội tấn công và chờ đợi cơ hội ra đòn hoặc kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu, nơi mọi ưu thế về trình độ bị xa lấp. Bằng chứng là ngoại trừ chung kết, cả 5 trận đấu loại trực tiếp của Croatia tại World Cup 2018 và 2022 đều không thể phân định thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức. 4 trận phải thi đấu luân lưu và đội bóng đến từ bán đảo Balkan đều giành chiến thắng. Tại kỳ World Cup này, Croatia cũng vào tới bán kết với thành tích 4 trận hòa sau 90 phút. Ví von một cách hình ảnh, dưới sự dẫn dắt của lão mục đồng Luka Modric, Croatia vượt qua mọi sự rình rập và đánh vuốt để đi đến đích bằng sự đoàn kết và khôn khéo. Tuy nhiên, ở trận bán kết với Argentina, Croatia vỡ vụn chỉ sau 45 phút đầu. Nguyên nhân chính đến từ Julian Alvarez. Trong một trận đấu mà Modric và các đồng đội nhập cuộc chân chu nhất từ đầu giải tới giờ, với tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 lên tới 62%, đương kim Á quân thế giới đã sụp đổ trong vánh bởi hai pha lao đi như tên bắn của tiền đạo trẻ đang khoác áo Man City. Đầu tiên là pha thoát xuống đối mặt với thủ môn đem về quả phạt đền cho Messi ở phút 31. 6 phút sau là cú dốc bóng từ phần sân nhà đến tận vòng 5m50 và dứt điểm. Các cầu thủ Croatia đã có phần say sưa với việc dâng cao đội hình tấn công và quên mất chiến lược cầu toàn xuyên suốt của đội bóng. Hậu quả là họ bị đo ván bởi đòn hồi mã thương từ Argentina với một Julian Alvarez sở hữu tốc độ cực kỳ ấn tượng khi từng đạt vận tốc lên tới 33 km/h, ngang ngửa với Kyle Walker. Lionel Messi có những ký ức đau thương với các trung phong của đội tuyển Argentina, đặc biệt là Gonzalo Higuain, tiền đạo từng khoác áo Real Madrid vẫn bị chế giễu là người sút bay từ chiếc vô địch World Cup đến Copa America của La Pulga. Sự vô duyên của Lautaro Martinez ở những trận đấu mở màn càng khiến nỗi ám ảnh Higuain hiển hiện. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng trong trận bán kết với Croatia nói riêng và phong độ ấn tượng ở World Cup 2022 nói chung với 4 pha lập công của Julian Alvarez giúp xua đi phần nào nỗi lo về vị trí trung phong của Argentina. Giới thiệu thêm về Alvarez, không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo này lại nhanh chóng chiếm suất đá chính của Lautaro Martinez. Chân sút là cạ cứng của Messi suốt từ khi huấn luyện viên Lionel Scaloni được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina. Khác với đa số cầu thủ bóng đá chọn con đường quần đùi áo số ngoài đam mê còn có cơ hội đổi đời, Alvarez bước theo trái bóng trong sự ngăn cản của gia đình. Mẹ của anh, bà Mariana, đã khóc hết nước mắt khi cậu con trai 7 tuổi quả quyết trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thay vì theo nghiệp bố mẹ. Tất nhiên, có lẽ thị trấn Cantrin đã có thêm một ông giáo nếu Julian Alvarez không có tài năng chơi bóng. Ngay từ nhỏ, Alvarez đã được đặt biệt danh là La Arana, tức là người nhện, vì đôi chân thoăn thoắt như thể có nhiều chân dây bóng. Danh tiếng của cậu bé nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới, tới bên kia bờ đại dương. Năm 11 tuổi, Alvarez gia nhập lò La Fabrica của đội bóng danh tiếng Real Madrid. Tuy nhiên, vì quy định chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên của FIFA, Alvarez trở về quê nhà Cantrin rồi gia nhập River Plate, gã khổng lồ của bóng đá Argentina. Trong màu áo của dòng sông bạc, Alvarez trở thành hiện tượng với thành tích ghi bàn đáng nể, đặc biệt là cú sốc trích ghi 6 bàn trong trận đấu gặp Alianz Lima tại Copa Libertadores. Ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Argentina, Man City nhanh chóng gia nhập cuộc đua và giành chữ ký. Julian Alvarez gia nhập các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh từ River Plate trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 vừa qua. Tuy đã có cỗ máy săn bàn Erling Haaland trong đội hình, hẳn nhiên phải có lý do để huấn luyện viên Guardiola vẫn giữ cầu thủ người Argentina trong đội hình với vai trò siêu dự bị thay vì cho đội bóng khác mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Lý do Pep đưa ra là khả năng tắc bóng và chất lượng kiểm soát bóng ấn tượng của Alvarez. Julian thật đáng kinh ngạc. Về khả năng phòng ngự, cậu ấy khá giống với Gabriel Jesus, cậu ấy cân bằng giữa sự năng nổ và sự thính nhạy để thực hiện những pha chạy chỗ. Còn với quả bóng trong chân, cậu ấy cực kỳ xuất sắc. Toàn tính của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến hiện tại là khá hợp lý khi Alvarez cũng đã đóng góp cho Man City 7 bàn thắng chỉ sau 20 lần ra sân, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Đáng nói hơn, những phẩm chất của Guardiola chỉ ra ở Julian Alvarez bổ sung vừa vặn cho một Messi đã lún tuổi. Đấy lại là chi tiết đắt giá và giàu cảm xúc nữa cho hành trình chinh phục cúp vàng của đội tuyển Argentina, cũng như con đường trở thành bất tử của Messi. Bởi lẽ Alvarez đang là học trò của Guardiola, người thầy vĩ đại nhất của Messi.
Mối thâm tình giữa Pep Guardiola và La Pulga đã xoay chuyển cả càn khôn trong thế giới bóng đá. Chính vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã kích hoạt chế độ hủy diệt của siêu sao người Argentina với quyết định gạt Ibrahimovic ra ngoài và sử dụng Messi ở vị trí số 9 ảo. Từ khi rời Barcelona và không còn siêu sao người Argentina trong đội hình, Guardiola cho dù vẫn thành công rực rỡ nhưng chưa thể vô địch Champions League thêm một lần nào nữa. Trước công luận, Pep luôn khẳng định rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Mới đây, khi có những ý kiến so sánh Erling Haaland, cỗ máy săn bàn của Man City với La Pulga, Guardiola lập tức chỉ ra Erling Haaland ghi bàn cần cả đội giúp sức, còn Messi, cậu ấy tự tạo ra bàn thắng. Đi xa hơn, khi vừa tiếp quản Man City, việc đầu tiên của Guardiola là phủ đầu dàn sao ở Etihad bằng Messi. Khi Pep Guardiola đến Man City, ông ấy đưa ra vài thay đổi trong đội hình và làm một số cầu thủ không hài lòng. Biết vậy, ông ấy hỏi chúng tôi, có Messi ở đây không? Chúng tôi trả lời, không. Pep đáp, vậy thì không ai có quyền ý kiến gì ở đây cả, bởi vì trên đời này chỉ có một cầu thủ tôi không bao giờ cất trên bàn ghế dự bị, đó là Messi. Sami Nasri, cựu cầu thủ của Man City nhớ lại như vậy. Về phần Messi, sự tôn trọng anh dành cho ông thầy cũ người Tây Ban Nha chưa bao giờ suy chuyển. Trong buổi phỏng vấn ngay trước thềm World Cup 2022, La Pulga không quên ca tụng Guardiola gây ra quá nhiều tổn hại cho bóng đá vì ông ấy làm cho mọi thứ trông quá đơn giản và dễ dàng nên mọi người đều muốn bắt chiếc. Ông ấy là huấn luyện viên giỏi nhất, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy có phẩm chất gì đó thật đặc biệt. Cách ông ấy nhìn trận đấu, chuẩn bị trận đấu và truyền đạt cho bạn, ông ấy thực sự phi phàm. Trở lại với Alvarez, vẫn chưa thèm giải vô địch bóng đá thế giới tại Qatar, chân sút trẻ này tiết lộ câu chuyện hậu trường ở Etihad. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến Man City, mọi người bàn tán về ứng viên vô địch World Cup. Nào là Bồ Đào Nha, nào là Pháp, tôi ngồi lặng im. Pep nói, các cậu biết ai có nhiều cơ hội nhất không? Và ông ấy chỉ vào tôi, lời tiên tri của Pep Guardiola đã đúng trước được một nửa khi Julian Alvarez cùng với Lionel Messi và đội tuyển Argentina vào chung kết.